Thưa quý vị và các bạn, so với lao động trong nước thì đa số người đi lao động ở nước ngoài có thu nhập cao hơn. Nhờ số tiền gửi về mà nhiều hộ cất được nhà mới, mua thêm ruộng đất để sản xuất, khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Cũng từ hiệu quả này mà huyện Mỹ Xuyên luôn quan tâm đến công tác xuất khẩu lao động, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đặt ra trong năm 2022. Sau 3 năm đi lao động ở Malaysia, anh Cao Kim Trung ở ấp Trà Bếp, xã Tham Đôn về nước hồi tháng 4 năm 2022. Với số tiền tích lũy kha khá, anh Trung đã giúp gia đình trả nợ, sửa lại nhà và trang trải cuộc sống. Cái công ty đấy là nó ngay cái trung tâm ấy, mình cũng về nghỉ làm ra nó thể là đi chơi, đi siêu thị này nọ cũng thoải mái. Dạ, về lương thì nói chung làm trung bình là tầm 14 đến 15 triệu. Nếu mà tăng ca, nếu mà cường trợ cấp nữa là tầm 16 hoặc 17 triệu vậy thôi. Mấy năm trước đó cô khó lắm, khó khăn lắm. Bây giờ nhờ con đi lao động xuất khẩu Malaysia đó, bây giờ được nhờ đỡ vậy đó. Vợ chồng ông Lâm Sương, bà Dương Thị Dôn ở ấp Trà Mẹt, xã Tham Đôn trước kia gặp nhiều khó khăn do ruộng ít, thiếu vốn sản xuất. Thấy nhiều hộ trong xã cho con đi xuất khẩu lao động có hiệu quả, năm 2019, ông bà đồng ý cho người con trai Úc đi xuất khẩu ở Nhật Bản. Mỗi quý, anh Lâm Hoàng Thành gửi về khoảng 50 triệu đồng. So sinh nhưng mà làm ở trong nước mình á, là lương thấp hơn. Thì đi Nhật Bản là lương cao hơn, thu nhập là cao hơn, ổn định hơn. Tham Đôn là xã có số người đi lao động ở nước ngoài nhiều nhất của huyện Mỹ Xuyên. Nhờ số tiền gửi về mà nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư sản xuất kinh doanh, xây dựng được nhà ở khang trang. Đời sống của bà con, có một số con em đi xuất khẩu lao động thì mang lại cái thu nhập để góp phần cải thiện cái cuộc sống gia đình cho nó tốt hơn. Thì từ đó một số hộ có vươn lên khá giàu. So với trước đây thì tỷ lệ hộ nghèo giảm rất là đáng kể. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên trong năm 2020 và năm 2021, số người đi lao động ở nước ngoài giảm. Năm 2022, tình hình dịch bệnh dần được kiểm soát, huyện Mỹ Xuyên đã tổ chức phiên giao dịch việc làm, tư vấn cho nhiều người về các thị trường lao động ở nước ngoài, cũng như chính sách ưu tiên của huyện, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đưa người đi lao động ở nước ngoài trong năm 2022. Cái vấn đề tư vấn cho người đi xuất khẩu lao động nó phải được quan tâm một cách triệt để, và tôi xem là đây là cái trách nhiệm của chúng ta, của các cấp ủy chính quyền để làm sao để cho mọi người hiểu được, kể cả vấn đề là dây vốn, rồi học ngoại ngữ, đó, dây vốn ở ngân hàng nào, rồi thủ tục nó ra làm sao, rồi trong cái công tác xét tuyển nè, rồi thời gian đi xuất khẩu lao động nè, kể cả những cái chi phí về ăn ở, đi lại, học hành của người lao động. Và chúng ta giáo dục định hướng cái số lao động chuẩn bị đi xuất cảnh, và đây là cái lực lượng gồm nhiều thành phần khác nhau về trình độ, về hoàn cảnh gia đình, về khả năng tiếp thu. Vì vậy trong cái giáo trình mà chúng ta đào tạo tư vấn thì cũng cần được chuẩn bị tốt và thiết thực. Để thực hiện tốt công tác xuất khẩu lao động trong thời gian tới, huyện Mỹ Xuyên sẽ lựa chọn các doanh nghiệp có năng lực uy tín để tổ chức các buổi tư vấn, tuyển chọn lao động, tạo mọi điều kiện tốt nhất để người dân đi lao động ở nước ngoài, tăng nguồn thu nhập cho bản thân, cải thiện cuộc sống gia đình.